bốn thuyền viên cố gắng hết sức để đưa con cá ngừ vây xanh dài gần bằng chiều cao của họ vào khoang thuyền rồi nhanh chóng cho thuyền chạy về bến cảng vì họ đã bắt được con cá ngừ đầu tiên trong năm nay trên toàn đài loan bà mẹ của thuyền trưởng nói nghe tin mà phát rung không biết sao tự nhiên hồi hộp bà mẹ đã ôm lấy con trai khi thuyền cập bến hy vọng con mình thuận lợi đoạt được danh hiệu bắt được con cá ngừ đầu tiên của năm nay với sự nỗ lực của các thành viên tàu đánh cá tái phát số 668 đã cập bến với khoang đầy ấp cá. Từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là thời điểm đánh bắt cá ngựa vây xanh tại Đài Loan. Thuyền trưởng Lý Gia Hào nói: rất vui khi thấy câu được cá. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là câu được cá thôi. Không ngờ khi câu lên thì thấy đó là con cá ngựa vây xanh. Khi cá ngựa vây xanh được đưa lên bờ, mọi người nhanh chóng lấy nước đá trong bụng nó ra. Con cá này nặng 270 kg và là con cá ngừ đầu tiên trong mùa cá năm nay. Khu Đông Cảng và khu Tô Áo là hai khu vực cá ngừ lớn của Đài Loan. Nhận định về việc câu được con cá ngừ đầu tiên cũng có khác nhau đôi chút. Tuy nhiên, cá phải nặng hơn 180 kg và phải được câu được khi cá còn sống. Ngoài ra còn phải phù hợp các điều kiện khác nữa. Thuyền trưởng bắt được cá ngừ đầu tiên trên thùng quốc năm nay mới 30 tuổi năm ngoái anh cũng bắt được con cá ngừ đầu tiên của khu vực tô áo năm nay lại giành danh hiệu bắt được con cá ngừ đầu tiên toàn quốc và trở thành vị thuyền trưởng liên tục bắt được cá ngừ đầu tiên tại tô áo từ trước cho đến nay